Chào các bạn, bây giờ mình sẽ qua một cái bài tiếp theo, đó là sao chép và hiệu chỉnh các đối tượng. Thì trước khi mình sao chép thì mình sẽ học cái công cụ move hoặc là công cụ chọn. Đầu tiên thầy sẽ vẽ một cái hình chữ nhật hoặc là hình vuông các bạn ha. Rồi, thầy quay lại cái công cụ chọn, thầy nhấn phím V. Rồi, thầy giữ shift trong quá trình di chuyển thì nó sẽ đi ngang hoặc là đi dọc, hoặc là nghiêng một góc 45 độ. Tới đây mình sẽ kết hợp phím Alt+Tab. Thì khi mình giữ Alt+Tab thì con chỏ mouse của mình xuất hiện thêm một cái biểu tượng trắng ha, solea với cái con chỏ màu đen đó, thấy không? Rồi, bạn buông mouse ra. Thì khi đó nó sẽ nhân bản thêm một đối tượng tới vị trí cần mong muốn ha. Đó là cái sao chép mà mình di chuyển. Bây giờ mình sẽ dùng một cái lệnh là sao chép tại chỗ ha. Rồi, thầy sẽ thao tác sao chép tại chỗ như thế này. Đầu tiên là thầy sẽ sao chép vào bộ nhớ clipboard ha. Mình dùng lệnh edit copy. Sau đó mình sẽ dùng lệnh edit path ha. Path infant ha. Nó sẽ tạo ra một cái đối tượng để copy lại ha. Rồi, sau đó thầy edit path infant. Thì nó sẽ sao chép một đối tượng phía trên đối tượng gốc. Bây giờ thầy sẽ tô màu nền và lôi ra cho bạn thấy. Đó. Phía dưới nó vẫn còn một đối tượng gốc. Vì lý do nào đó người ta không muốn di chuyển cái đối tượng mà người ta muốn sao chép tại chỗ ha. Tiếp tục bây giờ mình sẽ qua một cái lệnh về hiệu chỉnh. Rồi, mình sẽ có những cái lệnh về scale, rotate, shear và reflect. Đây là những cái lệnh hiệu chỉnh đối tượng. Thì để sử dụng cái lệnh này thì sẽ click vào cái công cụ rotate, reflect. Reflect nhóm chung một cái công cụ ha. Bạn chọn ra đây. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn cái nhóm công cụ scale và shear, đưa ra đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy bốn cái lệnh mà thầy đã liệt kê ha. Đầu tiên là scale nè, rotate nè, shear nè và reflect. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái hình, ví dụ như là hình tròn nha bạn ha. Rồi thầy vẽ từ tâm ra. Thầy nhấn D lấy màu mặc định. Thầy dùng lệnh scale, thao tác như sau. Bạn chọn đối tượng xong bạn chọn công cụ scale, rồi bạn enter. Xuất hiện hộp thoại, bạn sẽ nhập thông số. Uniform có nghĩa là sẽ tỷ lệ. Nếu bây giờ bạn nhập số bé hơn 100 có nghĩa là thu nhỏ. Mà bạn nhập số lớn hơn 100 có nghĩa là phóng lớn. Thầy ví dụ thầy nhập 80%. Sau đó thầy review. Đó, mình sẽ thấy được cái kết quả trước. Rồi bây giờ mình thực hiện lệnh copy hay là lệnh ok. Nếu copy nó sẽ sao chép thêm một đối tượng nữa. Thầy thực hiện lệnh copy. Tới đây thầy sẽ nhấn Ctrl D. Đó là lệnh tắt của lệnh duplicate. Là sẽ nhân bản các bạn ha. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Thầy thao tác như vậy nhiều lần thì nó sẽ sao chép nhiều đối tượng. Rồi bây giờ mình có một cái thao tác khác của lệnh scale là đây, thầy thao tác vừa di chuyển vừa sao chép ha, là thầy di chuyển tới đây xong thầy giữ phím Alt+Tab. Thầy sẽ dùng một cái thao tác là cũng là scale nhưng thầy giữ Alt+Tab, thầy click để thầy xác định được cái điểm neo. Rồi thầy chọn lệnh scale ha bạn ha, thầy nhấn S. Lệnh S là lệnh tắt của lệnh scale đó, nó có chú thích ở đây bạn ha. Đây chữ S ha. Rồi sau đó thầy không enter giống như bên này nữa mà thầy giữ Alt+Tab, thầy click ở trên đỉnh nha. Rồi tới đây thầy cũng nhập số phần trăm là 80 để nó thu nhỏ đó, và khi đó nó sẽ cố định ở đỉnh trên mà mình click Ctrl D. Thầy đang nhấn Ctrl D, ok không? Rồi như vậy là thầy mới thực hiện lệnh scale bằng hai cách. Một là enter, thì khi mà mình enter thì mặc định cái điểm neo của lệnh scale này nó nằm ở giữa tâm của hình. Cách thứ hai là mình cũng dùng lệnh scale nhưng mình không enter mà mình giữ Alt+Tab để mình xác định điểm neo ở một vị trí đặc biệt. Thì khi sao chép xong mình vẫn nhấn Ctrl D để nó lặp lại. Rồi bây giờ tiếp tục thì qua cái lệnh rotate là lệnh xoay ha bạn ha. Rồi ở đây thì sẽ vẽ một cái hình ellipse và bỏ cái màu nền đi. Tới đây thì sẽ dùng lệnh xoay là thầy click vào biểu tượng xoay đó, hay là thầy nhấn chữ R cũng là cái cách để chọn lệnh thôi.
Rồi thì click vô biểu tượng. Cũng giống như cái thao tác ở trên của lệnh scale, đến bước này thì enter. Cũng xuất hiện một cái hộp thoại. Tới đây bạn sẽ nhập cái thông số. Ví dụ như thầy nhập là 30 độ. Vì là lệnh xoay nên đây là góc xoay tính theo độ ha. Rồi bạn có thể review trước khi mình copy hoặc ok. Thầy copy. Rồi copy thì nó sẽ sao chép và xoay cho mình. Bước kế tiếp mình nhấn Ctrl D nhiều lần để nó sao chép thêm đối tượng. Rồi. Bây giờ thầy lại tiếp tục thực hiện cái lệnh xoay bằng cách là giữ alternate click. Thầy sẽ vẽ một cái hình elip khác nhỏ hơn. Đây. Thầy sẽ chọn lệnh bằng cách nhấn R. Bây giờ thầy sẽ giữ alternate để xác định tâm xoay. Mình sẽ không enter nữa, giữ alternate ở ngay đáy này, click. Rồi, cũng nhập 30 độ luôn. Copy. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Như vậy là cách thứ hai, thầy giữ alternate click để thầy xác định lại một cái tâm xoay không phải là ở giữa của đối tượng nữa. Rồi, thầy qua lệnh shear ha bạn ha. Lệnh shear là lệnh kéo nghiêng ha. À, rồi, thầy vẽ một cái hình chữ nhật. Xong, thầy sẽ dùng lệnh shear cũng giống như những thao tác trên, là thầy sẽ có hai thao tác. Một là chọn lệnh. Đối với lệnh này lại không có phím đóng nha bạn. Bạn chọn lệnh shear. Rồi bạn enter. Đến đây bạn sẽ chọn cái trục kéo nghiêng là phương ngang hay là phương dọc. Thầy ví dụ là phương ngang, thầy gõ 30 độ, thầy review. Rồi, thầy copy. Như vậy trục của nó đi qua tâm của hình nha bạn ha. Đó. Copy. Tương tự như vậy, thầy cũng thao tác như vậy nhưng mà thầy xác định trục của nó là cái đáy dưới này. Thầy chọn lệnh shear. Thầy giữ alternate click. Đến bước này mình cũng thực hiện y chang thôi, chỉ có khác là mình giữ alternate ở ngay cái cạnh đáy thôi. Rồi bạn copy. Như vậy nó khác ở chỗ nào? Nó khác là khi mình click vào cạnh đáy thì cạnh đáy nó sẽ cố định, đúng không? Rồi bây giờ thầy qua cái lệnh lập nha bạn ha. Thầy sẽ vẽ một cái hình tam giác nha bạn ha. Rồi thầy vẽ hình tam giác. Ok, thầy giữ shift. Thầy giữ shift để cho cái hình tam giác này có cạnh nằm ngang. Rồi bây giờ mình thực hiện lệnh reflect. Đây là lệnh reflect ha. Bạn chọn đối tượng xong, click vào lệnh hoặc là nhấn chữ O. Ở đây thầy click vào lệnh. Rồi thầy enter bạn. Mặc định cái dòng cột này là mình sẽ enter. Và khi enter mình sẽ xác định của mình là trục nằm ngang. Khi mà trục nằm ngang thì nó sẽ lật dọc nha bạn. Trục nằm ngang thì lật dọc. Đó. Và nó trục của nó đi qua tâm thôi bạn ha. Copy. Đó. Thầy làm một cái ví dụ khác khi mà thầy dùng lệnh lật dọc ha bạn ha. Rồi, thầy nhấn O, thầy enter. Thầy chọn lệnh dọc. Trục dọc thì bạn sẽ không thấy đường gì hết. Lý do gì biết không? Lý do là bên trái và bên phải nó giống nhau. Nó đã lật rồi nhưng mà nó không có sự khác biệt. À, nên đối với cái hình này mình chỉ có lật theo trục ngang thôi. Trục dọc thì không thấy gì hết ha. À, rồi. Bây giờ thầy qua cái bước kế tiếp. À, thầy sẽ vẽ một cái hình đặc biệt. Các bạn ha. Là cũng là lật nhưng mà thầy xác định trục bằng cách là giữ alternate click, chọn lệnh reflect là thầy sẽ nhấn O. Rồi thầy giữ alternate click tại đỉnh nha bạn. Đó, như vậy là thầy đang xác định cái trục nó sẽ đi ngang qua cái đỉnh này. Trục của mình là nằm ngang hay là thẳng đứng? Thì thẳng đứng là giống như nãy, mình phải xác định trục nằm ngang thì nó mới lật dọc được. Rồi thầy copy. Đó. Như vậy là thầy đã tạo được một cái hình giống như là đối xứng qua một cái đỉnh gì đó. Rồi, hệ thống lại chút xíu ha bạn ha. Đây là cái điểm nail của thầy. Đó. Điểm nào của thầy là ở ngay vị trí này. Không lớn lên ha. Vị trí này. Vị trí này. Vị trí này. Và vị trí này. Rồi. Tất cả những cái điểm màu đỏ là thầy thao tác alternate click. Và
mặc định ở tâm thì thầy sẽ là enter. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ một số ví dụ để cho bạn hiểu những cái lệnh xoay này. Ví dụ như thầy sẽ vẽ một quyển tập ha, quyển tập. Thầy sẽ vẽ hình chữ nhật. Đây. Thầy tô viền vàng đi trên cái nền xám này. Rồi thầy copy tại chỗ, Ctrl C, Ctrl F. Thầy thu nó hẹp lại. Rồi, bây giờ thầy sẽ cố định cạnh bên này, thầy kéo nghiêng cái hình chữ nhật nhỏ mới thu lại bằng lệnh Shear. Thầy sẽ xác định cái cạnh của mình cố định bên phải, thầy giữ Enter nát, thầy click. Rồi, trục của mình phải là trục dọc ha, à, để mình số dọc như thế này. Và cái góc của mình để 30. Ok ha. Rồi, tới đây thì thầy sẽ tô cái nền của nó là màu trắng để nó che cái đường băng ngang dưới này đi. Rồi, cái đường viền thì thầy đổi lại màu khác đi để dễ nhìn. Bây giờ thầy sẽ dùng một cái lệnh lật để lật đối xứng qua hình này. Thầy sẽ nhấn O. Thầy cũng không Enter, tại vì Enter cái trục nó sẽ đi ở giữa. Và ở giữa là không giống như cái hình mình mong muốn. Mình muốn là cái trục nó phải nằm đây. À, thầy giữ Antanas tại vị trí cạnh phải. Khi mà bạn thấy cái chữ bát nó xuất hiện là mình đã truy bắt chính xác vô cạnh rồi đó ha. Click. Rồi ở đây mình xác định trục dọc để nó lật ngang nha bạn ha. Đó. Rồi bạn copy. Rồi, thầy vừa trình bày xong những cái lệnh về hiệu chỉnh, đó là Scale, Rotate, Shear và Reflect. Thì trong những cái lệnh này nó có cái cách vẽ tự do, nhưng mà cách vẽ tự do nó sẽ không chính xác và sẽ gây lỗi ha. Bạn sẽ thực hiện theo hai cách chính xác này, thì chỉ khi nào xuất hiện bảng mới chính xác. Thì khi mà bạn dùng lệnh bạn Enter nó cũng xuất hiện bảng, bạn giữ Antanas, bạn click nó cũng xuất hiện bảng ha. Lệnh xoay cũng vậy, Shear cũng vậy, Reflect cũng vậy. Rồi, như vậy là bài của mình đã kết thúc. Green Academy 한국에서 나온 학원.